Mình tên là Tống Cẩm Vũ, mình đã trượt ván được khoảng 8 năm. Mình tên là Nguyễn Sơn, năm nay mình 28 tuổi và mình trượt ván được 11 năm rồi. Mình tên là Nguyễn Hồng Ngọc, mình trượt ván được 4 năm. Trong thời gian đầu thì mình đi trượt khá là nhiều. Gia đình cũng sợ mình ảnh hưởng đến việc học hành nên là cũng có ngăn cản. Mình đã có 14 lần trượt chân và cứ mỗi lần thì mình sẽ phải nghỉ một tháng, nhiều khi là hoặc hơn nữa. Sau những cái chấn thương ấy thì mình học được rất nhiều điều, sẽ cẩn thận hơn hay là mình rèn luyện được tính kiên trì để mình có thể chinh phục được trượt ván. Cái khó khăn khi trượt ván của mình đó là gặp chấn thương nhiều, gia đình ngăn cấm, thiếu điều kiện để duy trì đam mê của mình. Nhưng mà mình vẫn luôn cố gắng tập luyện từng ngày để hết mình cho đam mê của mình. Trượt ván đã mang lại cho mình rất là nhiều bạn bè. Họ không những giúp đỡ mình còn tạo cơ hội cho mình có một cái cơ hội làm việc, quay phim và trượt ván. Mình không chỉ học được những kỹ năng trượt, mình cũng học được rất là nhiều kỹ năng mềm trong cuộc sống. Trượt ván đem lại sự tự do và sức khỏe cho bản thân. Nhờ trượt ván là mình có thể giải phóng được những năng lượng tiêu cực của bản thân, giúp mình phải hơn, sống tích cực hơn. Sau những lần chấn thương thì khi mà mình bước lên cái ván trở lại và đẩy cái ván thì mình cảm thấy rất là tự do. Kickbox là một thứ gì đó rất là kỳ diệu với mình. Trước khi mình trượt ván thì mình khá là nhút nhát, nhưng mà sau khi trượt ván thì mình gặp rất nhiều bạn bè tốt, nên là mình đã dành được nhiều thời gian bên ngoài hơn, rèn luyện sức khỏe. Nhờ có trượt ván mà mình có thể sống đúng với đam mê của mình. Mình nghĩ là không có trượt ván thì mình đã không có những cơ hội phát triển bản thân như ngày hôm nay được. Cũng chính nhờ skateboard đã mang lại cho mình rất là nhiều năng lượng tích cực cho cuộc sống. Chúng tôi là Recap. Xin mời quý vị đến với vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Thách thức cá nhân. Cặp thi đấu đầu tiên, Cẩm Vũ và Xuân Tùng. Good. Yeah. Who's that? Oh. Quá hay luôn. Còn 30 giây nhé. Quá tốt, kỳ học quá tốt. Còn 15 giây nữa. Không sao, không sao. Trích cuối. Cặp thi đấu thứ hai, Hồng Ngọc và Thu Hương. Ngọc đến từ WeCat. Ghê thiệt. Được ạ. Oh, đẹp quá. That's it, boys. Oh. Yeah, ok, cảm ơn Ngọc. Cặp thi đấu cuối cùng, Sơn Nguyễn và Liêm Đặng. Quá đẹp. Xuất sắc. Ôi. Xin mời mọi người đến với vòng 2 của chúng ta, đó chính là thách thức đồng đội. Em dự đoán là sẽ là một động tác ở cái bục này. Ok, lời ra đời tới từ Hương. Ê. Hay quá, trời ơi, chuẩn luôn. Hay quá, biết. Vua, vua sẽ đỡ. Đó là đây. Cái kicker. Kicker. Ôi, wow. Gọn nha. Hoàng cảm giác là tấm ván nó dính vào bàn chân của Vũ luôn. Hay quá Vũ ơi. Đây này. Oh.
chuẩn, quá đỉnh. Là một người không hiểu gì về skate như tôi, nhưng mà tôi cũng thấy cái động tác vừa rồi nó rất là hóc búa và có vẻ như là rất là nhiều skill. Kickflip. Wow, kickflip. Đây là một trong những động tác mà chúng ta thấy được rất nhiều ở trang mạng xã hội, YouTube, trên TV. Ở nước ngoài rất nhiều vận động viên đã biểu diễn cái động tác này nhưng mà cực kỳ khó. Rất tự tin. Một chữ S đầu tiên. Một chữ S cho Wicked. Boy đã có đầy đủ 5 chữ cái của chữ skate. Phần chiến thắng tại thách thức đồng đội thuộc về Wicked. Và bây giờ sẽ là vòng 3. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn thể hiện những động tác khó nhất có thể của đội Wicked. Xin mời. Trời ơi, bay qua luôn với thùng quy. Có vẻ như là độ khó đã được tăng lên khi mà chúng ta nhìn thấy một cái thùng phi. Một động tác thành công của Sơn nhưng nó chưa đạt được độ khó nhất định. Căng. Liên tục là những lượt cố gắng của cả ba thành viên. Wow! Chúc mừng Vũ thành công rồi. Quá đẹp. Sơn và Vũ đã thực hiện thành công hai động tác rất là khó và đẹp mắt. Thành công! Đẹp đấy! À. Oh, Ngọc cũng đã thực hiện được thành công một pha. Ô đẹp nhá, nhưng mà cái trục vẫn chưa dính vào bên trong cái rail. Ôi, chuẩn quá. Thành công rồi, chúc mừng Ngọc. Trong vòng 3 vừa rồi thể hiện những kỹ thuật khó nhất thì Wicked thì có Sơn là có heel flip crook này. No slide, faking no slide 270. Vũ thì có ollie qua cái thùng đó, tailside big spin. Ngọc thì 50-50 frontside out. Yeah. Bích cảm thấy là vòng 1 cặp đấu giữa bạn Vũ và bạn Tùng thì Bích thấy là bạn Vũ có vẻ như là ít mắc lỗi hơn và những cái phần thi của bạn ấy có vẻ suôn sẻ hơn so với Tùng, tự tin hơn. Về cặp đấu của Ngọc và Hường, hai người cũng như vậy. Bích có theo dõi là bạn Hường đã có 3 cái trick liền nhau và không có mắc lỗi. Còn đâu về Sơn và Liêm thì cặp đấu này phải xin phải nhường cho anh Linh, tại vì là theo cái quan sát của Bích thì là thấy hai bạn khá là tương đối nhau. Dạ, tương đồng. Rất là khó để đưa ra được cái kết quả. Về mặt kỹ thuật thì với cặp của Vũ và Tùng thì mình sẽ chọn line của Vũ. Cặp của Sơn và Liêm các bạn cũng làm được khá nhiều, nếu về số lượng trick thì các bạn cũng sẽ tương đồng nhau khá là lớn. Nhưng mà
Tuy nhiên là độ khó thì Sơn có phần nhỉnh hơn một chút, mình sẽ chọn Sơn. Chọn Sơn, như vậy kết quả đã được định đoạt chưa ạ? Đội nào là đội giành chiến thắng ngày hôm nay? WeCat. WeCat! Yeah. Xin chúc mừng WeCat giành chiến thắng ngày hôm nay, một chiến thắng rất là xích sao đối với WeMoi. Đây là phần quà rất là đặc biệt dành cho đội giành chiến thắng, đó chính là WeCat. Ba chiếc nón chiến thắng bước vào đêm gala của đấu trường đường phố. Xin mời BDD trao tặng cho ba thành viên. Cảm ơn bạn Ngọc, cảm ơn bạn Sơn và cảm ơn bạn Vũ. Và đó chính là WeCat. Rất tuyệt vời và hợp lý dành cho những master của chúng ta. Vâng, chúc mừng hai anh đã toàn vẹn thân thể của mình, quay trở về với vị trí hàng ghế nóng. Cảm ơn Hùng, sao ước gì Hùng? Đâu? Đây này, cái quần này. Ổn chưa ạ? Tập tại đây làm gì? 5 phút nữa. Phải càng đảm được chứ. 5 phút nữa. À, anh Linh. Em thấy anh nằm sắp luôn á. Quay nằm sắp cả ngựa. Lượt bình chọn của quý vị khán giả dành cho skateboarding, đó chính là đại diện WeCat. Xin mời. Rất nhiều. Dạ. Nhóm này thì ít thành viên, cho nên là mỗi người hai tay đều đầy cả. Rồi em phải cầm phụ nữa. 33. 33 phiếu bình chọn đến từ quý vị khán giả. Nghĩ đó chính là phần điểm cộng đến từ Phan Mạo Hiểm dành cho hai chuyên gia chúng tôi. Với số lượng thành viên chỉ có 3 người thôi, nhưng họ thật sự đã gây ra rất nhiều màn mạo hiểm dành cho các chuyên gia nữa. Mà tâm lý của anh bây giờ như thế nào ạ? Xin mời anh Linh. Hôm nay thấy WeCat đã rất là cố gắng, rất là hay. Cảm ơn Linh rất nhiều. Và tiếp tới đây sẽ là số điểm của chúng tôi dành tặng cho WeCat. 9,5 điểm. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta đã trải qua được những số điểm rất ấn tượng dành cho WeCat.